hôm qua hai chị em mình mua hai con Megip Plus, quá trời con đẹp luôn này, nhìn lửa đi. Anh thấy chẳng con này. Mình mua con Megip cầu vòng nha, nó có 2017 mảnh ghép. Còn mình thì mua con Megip màu xanh lá, nó có 2170 mảnh ghép. Của mình là 200.000 nha các bạn. Rồi bây giờ hai đứa con lắp ráp thử thì mình mất bao nhiêu thời gian, chứ mẹ thấy hai con này rất là nhiều chi tiết đó nha. Dạ, con nghĩ gắp này chắc cả một ngày quá rồi. Bên nhỏ lớn khác nhau. Bố một thì mình sẽ gắp màu trắng với màu đỏ này lại. Đầu tiên là mình lấy màu xanh lá chuối nhạt nha các bạn. Gắp vô đây. Để mình lấy cái búa. Sao chị Trang gắp hay vậy? Em mới có mảnh nè mà gắp mảnh này chưa xong nữa chứ. À không, giờ tại chị gắp nhiều con rồi nên, nhưng mà con nhỏ không có con bự giống vậy. Giờ thấy hai đứa mua bộ lắp ráp này hữu ích nè, tại vì mình mua về mình lắp ráp mình vừa sáng tạo vừa tư duy nè. Bình thường Vinh nó chạy lăng xăng này chịu ngồi chỗ rồi là chán, chứ chị Trang mày thấy cần hơn á, gắp được 3 chi tiết rồi nè. Vinh mẹ cố gắng đi, gắp một chi tiết này cũng giỏi rồi đó. Bước 1 mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ gắp lại. Rồi, xong được khối 1 rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp khối 2. Đó, được cái bàn chân rồi đó. Các bạn ơi, hồi nãy giờ hai đứa mình á gắp mệt quá, cho tụi mình để uống nước nha. Ok. Đúng rồi. Rồi ok bạn nha, tụi mình uống nước xong rồi, bây giờ tụi mình làm tiếp đây. Đúng rồi. Xíu ăn mì đi làm tiếp con ơi. Dạ. Trời ơi. Đang làm cái lần bàn thành này nè, hai cái chân luôn. Giờ bắt đầu con xếp cái mình đúng không? Dạ. Để con làm xong khúc này cái. Còn Vinh xong chưa mà đám cọp cọp lại Vinh? Dạ cũng mới chưa xong cái chân nữa ạ. Sắp xong hai chân phải không? Thôi nghỉ ngơi chút xíu đi tụi con. 5 minutes later. Mình ăn xong rồi có năng lượng, bây giờ mình sẽ làm tiếp con bear rib này nha. Mình sẽ cố gắng làm trong vòng một ngày. Mình thì mới làm có cái chân chút xíu rồi. Giờ mình sẽ qua bước 5. Chị qua bước 7 rồi. Trời chị nhanh quá. Rồi xong bước số 9, bây giờ mình sẽ gáp lại. Trời ơi, hai đứa con lắp ráp hoài không nghỉ ngơi chút xíu đi con. Thôi, con phải cố gắng để làm xong cái con này. Mày thấy hai đứa lắp ráp này càng ráp càng ghiền hay sao á. Vinh tới đâu rồi Vinh? Bước mấy rồi? Dạ, tới bước 8. Bước 8 rồi hả? Rồi tới bước mấy cả? Dạ, bước 9. Sắp xong bước 9 rồi. Chị ráp xong được 50% của con Beris rồi nè Vinh. Lát chị ráp xong phụ em nha. Ok. Ráp tiếp cái nữa, cái mình nữa. Mình đã gắp hơn 50% của con Beris rồi, bây giờ mình cảm thấy đau cái đầu ngón tay lắm luôn á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để gắp xong con này. Còn em thì đau luôn. Oh no. Gắp cái phần đầu á, mình á phải canh cho nó chính xác nha, chứ không á mình gõ rồi mình lấy ra gắp lại khó lắm. Mình
sắp xếp xong cái đầu rồi, nhưng mà mình cảm thấy đau lưng với lại mỏi tay quá. Chắc mình nghĩ lần nào mình khỏe lại mình mới gáp được quá các bạn ơi. Đúng rồi, còn mình thì đau mấy ngón tay à. Đau quá. Thôi bây giờ mình đi nằm nghỉ chút xíu nha lên. Bây giờ tối mình đã ăn cơm với học bài xong rồi, bây giờ mình sẽ gáp tiếp nha. Đúng rồi, nếu mà các bạn gáp cái này mà không ngưng nghỉ á, thì là chắc cỡ 4 tiếng là xong. Tại vì tụi mình còn phải nghỉ mệt, đồ ăn cơm đồ nữa, cho nên lâu lắm. Mình đang xếp cái bước 15 là xếp đầu. Mình thì xếp bước 11 với bước 12. Con của Vinh chị thấy có vẻ bự hơn á nha. Trời ơi, mới có nửa cái mình mà bằng nguyên cái thân của chị luôn. Nè, em còn chưa gáp cái khung này nữa đâu. Gần 9 giờ tối rồi, tụi con xong xong dẹp đi ngủ rồi sáng đi học á. Dạ con gắp xong rồi mẹ ơi. Dạ con gắp cái đầu nó vô thôi. Dạ mới đây mà hoàn thành tác phẩm mình rồi, mau dữ vậy con. Dạ còn Vinh xong chưa? Dạ đang gắp này vô. Thầy ơi con mới nửa con rồi, chị Trang xong nguyên con rồi. Vô cho chiếu lấp lánh. Chị Trang xong rồi con cũng nghỉ luôn đi Vinh ơi. Thôi con phải ghé làm xong. Thôi nghỉ đi, đặng sáng đi học sớm nữa con. Cái này đâu có gấp đâu, làm chi mà biết mà ngoài vậy. Thôi mình sẽ gắn đèn vô. Bên trong con Beris này nó trống rỗng luôn. Gấp cái đèn vô đẹp quá à. Để mình gấp cái đầu lại. Rồi mẹ tắt điện coi nó đẹp như thế nào nha. Dạ. Rồi 1 à, 2 2 3 Ồ chế độ, chế độ thứ nhất là chớp chớp nhiều nè, chớp chớp vừa vừa, cỡ này đứng yên luôn. À, quá trời đẹp. Đẹp quá Trang ơi. À mẹ nghĩ ra một ý tưởng rồi. Trung thu này á tụi con khổ mua lồng đèn, mình sẽ xách hai cái con này đi chơi trung thu là mấy bạn thấy lạ luôn á mà đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Qua wow, con của chị Trang đẹp quá. Đúng rồi, sao bao nhiêu cố gắng chị cũng đã xếp xong con này. Của em á một đống luôn nè, của còn chị á thì còn ít quá à. Có gì mai chị xếp giùm cho Vinh. Nhưng mà con mới biết xếp, bạn xếp cỡ vậy là được rồi đó Vinh. Dạ. Cũng có cố gắng rồi đó. Thấy cũng hơi đẹp đẹp đó. Chị Trang đo thử coi con của chị 30cm. Okay. Rồi để mẹ đo thử con nghe Trang. Dạ. Mình đo từ chân xuống, từ chân lên tới lỗ tai nha. Dạ. 29cm Trang ơi. Ồ, con này nó cũng cao đó ta. Mình thấy cái này á nó tỉ mỉ ghê luôn á mà Trang hoàn thành như này quá xuất sắc đó Trang. Bởi người ta nói đúng á, muốn thành công mình phải kiên nhẫn với cố gắng, nhất định sẽ được đó con. Con gắn Lego này mẹ thấy nó bé tí so với con của con này Trang. Dạ mẹ ơi, mốt mẹ mua cho con á nhiều con bé rít bự hơn vậy nữa nha mẹ. Tụi con á cố gắng học giỏi đi, có thời gian rảnh á mẹ sẽ mua về cho tụi con ship nha. Thì bây giờ tụi con lo học bài đi, chứ mà mình làm cái này mất rất là nhiều thời gian đó con. Dạ bây giờ con sẽ đi trưng bày con này. Ờ rồi Vinh dẹp đi con, 9:30 là mình ngủ đi rồi sáng học sớm đó con. Tụi con mới học bài xong mà giờ quay qua đây lắp ráp xong nhanh dữ vậy. Dạ là tụi con đồng lòng mẹ mới làm gì được này nè. Vậy là con này của Vinh có quyền trợ giúp của Trang nữa nha. Nãy giờ con ráp giùm Vinh á mấy con này nè, con bị đau hai đầu ngón tay chỏ như con cái á mẹ. Lát nữa hết rồi con. Con cũng đau nữa. Nè nè, công của chị Trang đó nha. Đó wow. Đẹp quá. Vậy là cái tủ hả con? Dạ bỏ đèn vô nè. Đẹp, bỏ đèn vô. Lát nữa hai đứa con mình sẽ tắt đèn rồi mình bắt lên coi con nào nó chiếu đẹp. Rồi con của chị ra. Trời ơi nó thấp kìa. Tại vì cái con á nhỏ ít linh kiện hơn á. Hả? Lắp ráp xong á mẹ thấy linh kiện của Vinh còn ít nè. Bây giờ để mẹ đo cho nó cao bao nhiêu nữa con. Đây mình sẽ đo từ cái mũi chân 35cm. Ôi ôi cao dữ vậy. Con của họ là 29cm. Hả? À, nhưng mà thấy con này cồng kềnh nhưng mà nó không có sặc sỡ như cái con của con, đủ màu sắc nó đẹp hơn á. Dạ, cách nhau 6cm. À. Thôi bây giờ tắt đèn đi mẹ. Thôi, hai đứa con tắt đèn sẽ bắt thôi. Chỉ đúng khoai hộp. 1, 2, 3 3 Wow. Chị Trang đẹp hơn luôn. Trời ơi, con của chị thấy rõ luôn á. Con của Vinh chị thấy cái bụng thôi à.
Wow, con của em bự mà gì đẹp nữa chứ. Hồi đó con gáp mấy con nhỏ nhỏ nè, con thấy nó bự. Bây giờ con gáp xong cái con bự này nè, con nhìn mấy nhỏ này nhỏ xíu luôn á. Đó thì tí hon ha. Nhưng mà so bên cái con của Vinh nè, đó còn nhỏ dữ nè, đứng chưa bằng cái tay luôn á. Đúng rồi. Tụi con có thích cắn những con bự hơn không? Dạ hết á. Rồi bây giờ hai đứa cố gắng học đi nha. Có thời gian rảnh mày sẽ mua con bự to về cho tụi con gáp nha. Dạ. Cái con bé của em á, nó có cái hộp này nè. Mình có thể đựng tiền hoặc là mình đựng cái gì đó bí mật á. Tiện lợi quá vậy. Đâu con mở cái đầu ra coi bên trong mày thấy cổ trống không Trang? Hả? Wow. Trống á. Đúng rồi. Ôi, trong đây nó cũng trống nè mẹ. Mẹ nghĩ con giấu tiền trong đây ứng bài. Ừ, cái này được nè các bạn. Như con heo đất vậy đó. Ừ, Trang con dở cái đầu ra coi bỏ tiền vô được không? Quá con lỗi con Trang ơi. Giờ cũng khuya rồi, bây giờ mình dọn dẹp hết vô rồi đi ngủ sớm mai đi học á. Dạ, nếu các bạn muốn á mình ghép mấy con bự nữa, các bạn nhớ comment cho mình biết nha. Rồi thôi, video của ba mẹ con mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích ba mẹ con mình nhớ chọc like đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn.